trường, đoàn thanh niên đi vui vơi vơi, chị em thanh niên ta ơi. Chúng ta đi nắng đường ngày đêm không mỏi, nguyện tận ta vì miền Nam ta. Nước ngoài ta vì cứu nước, chị em ta ra công trường, thanh niên ta ba sẵn sàng. Cách đây hơn 70 năm, vào giữa tháng 7 năm 1950, tại núi Hồng, Đại Từ, Thái Nguyên, đội thanh niên xung phong công tác trung ương, tiền thân của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam được thành lập. Đội gồm 225 cán bộ, chiến sĩ là những đoàn viên thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang. Trong đó, có gần 50% số đội viên và cán bộ cung là con em nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Họ mở đầu cho phong trào thanh niên xung phong, trở thành biểu tượng của những người đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Từ giữa tháng 10 năm 1966, Đế quốc Mỹ cho không quân đánh phá dữ dội các tuyến giao thông phía Bắc và Đông Bắc thủ đô Hà Nội. Cầu Gia Bảy, thành phố Thái Nguyên, cầu Pha, thị xã Bắc Cạn, cầu Mỏ Gà, Suối Cạn, cầu Rắn, trên quốc lộ 1B huyện Võ Nhai, khu gang thép Thái Nguyên, ga Lương Sơn, huyện Phú Bình là các trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Ngày 26 tháng 11 năm 1965, theo công văn số 3908 CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn y cho tỉnh Bắc Thái thành lập đội thanh niên xung phong 91 Bắc Thái, tập trung thực hiện nhiệm vụ với một tinh thần và ý chí như những người lính, làm mới và mở rộng mặt đường các tuyến đường chiến lược, xây dựng trận địa tên lửa, trận địa pháo cao xạ, trạm radar và hầm hào, chống sạt lở gây tắc đường, đào hầm, giấu các bể xăng sơ tán, sửa chữa đường sắt và lấp hố bom. Phong trào thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang như những ngọn lửa bùng lên khắp mọi miền tổ quốc. Người lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, người ở lại tay cày tay súng đánh trả lũ cướp trời, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Khi tỉnh Bắc Thái thành lập đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, đã có hàng nghìn lá đơn tình nguyện tham gia và 600 thanh niên xung phong đủ tiêu chuẩn đã được chọn. Ngày 18 tháng 1 năm 1966, đi vào lịch sử thanh niên xung phong Bắc Thái khi đội thanh niên xung phong 91 ra đời. Con em nhân dân các huyện Phổ Yên, Đồng Hỷ, Phú Bình được biên chế vào đại đội 911, 912, 913, 914.
1915, ra đời tháng 6 năm 1972. Hơn 100 đội viên với trái tim đỏ rực, khao khát những chân trời. Họ đa phần là thanh niên dân tộc Tày, đến từ các bản làng heo hút của các huyện vùng cao thuộc tỉnh Thái Nguyên, Bắc Hà. Những đôi bàn tay tra hạt tỉa bắp, cầm cuốc cầm rìu, nay săn đường lớp hố bom trong tiếng máy bay gầm rú, tiếng rít của đạn bom. Tháng 4 năm 1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon huy động máy bay tàu chiến tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ hai. Chúng đánh phá, phong tỏa cảng Hải Phòng và hầu hết các cửa sông bến cảng của miền Bắc. Ga Lưu Xá trở thành cảng nổi tiếp nhận và trung chuyển hàng hóa, vũ khí, phương tiện, chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong các ngày từ 8 đến ngày 22 tháng 10 năm 1972, máy bay Mỹ liên tục bắn phá cả ngày lẫn đêm các xã Linh Sơn, Nam Hòa, Tân Lợi dọc theo đường 16A. Ngày 23 tháng 12 năm 1972, Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái tổ chức ca kíp, tập trung lực lượng, phương tiện giải tỏa hàng hóa ở các kho nằm trong khu vực đánh phá của địch. Ủy ban tỉnh giao đội 91 cử 100 cán bộ đội viên xuống cùng cán bộ công nhân khu gang thép và ga lưu xá thực hiện nhiệm vụ. Đại đội 915 cử 60 cán bộ đội viên xuống khu vực ga lưu xá bốc dỡ hàng hóa, giải tỏa kịp thời. Ngoài 60 người được lựa chọn, có 6 người xin được tham gia cùng. Ngày 24 tháng 12, từ nơi đóng quân thuộc xã Linh Sơn, Đồng Hỷ, đồng chí Nguyễn Thế Cường, đội phó đội 91 và 66 cán bộ đội viên đại đội 915 cùng xuống ga lưu xá, phối hợp với các lực lượng đang trực ở đây khẩn trương bốc dỡ hàng hóa. Những thanh niên tuổi 18 đôi mươi từng lên nương làm rẫy, từng gánh bắp lùa trâu, nhiều người dân tộc thiểu số nói tiếng Kinh chưa sói, làm việc miệt mài, họ chấp nhận hiểm nguy một cách bình thản. Hàng hóa tại ga lưu xá được giải tỏa an toàn, những tấn hàng cuối cùng đang chờ xe đến. Các đồng chí đâu rồi? Xe tải chất đầy hàng. Nào, giải ra 15 phút. Người giải ra mọi người ơi. Chất đầy hàng nào? Mời cái đàn lên nào. Còn phải đàn không thôi? Đồng ơi, đại ơi. Đại ơi, đi ngay lên. Đại ơi. Em đây. Em đây. Đại đây. Đây là đài tiếng nói Đại đội Thanh niên xung phong 915 phát đi từ xe chở ga. Xin mời quý thính giả nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu của đài phát thanh Đại đội 915. Mở đầu chương trình, xin mời anh Thắng, chị Nga, hai giọng ca xuất sắc, đôi song ca Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Lên đi. Sao lại nói như thế hả? Bậy nào, làm gì có tình trong tình ngoài. Em nói thế, đợi Phó Cường kỷ luật đấy. Ơ kìa, hát cho đài, hát cho tập thể, hát về quê hương, kỷ luật cái gì mà ai kỷ luật? Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà không hát cho đài là coi thường chúng em đấy. Thầy ơi, nếu thầy không hát nhá, tối chúng nó sẽ giả làm con ma dọa thầy đấy. Đồng chí Chạy, đồng chí Nga, mời thầy Ly lên xe nào. Ngồi. Hát thì hát, sợ gì? Buông tay ra để tôi lên tôi hát nào. Thái Nguyên quê ta có những người con gái, đánh giặc thì tay lại khéo đảm đang, ngày tháng chăm lo việc nước việc nhà, để cho quê hương ta vang mãi những bài ca. Ngày trước có một đoàn địa chất đến bản em thăm dò cái gì ấy. Trong đoàn có một bác có một cái hộp hình chữ nhật, biết nói, biết hát, biết cả thông báo tin chiến thắng ở chiến trường nơi mà anh trai em đang chiến đấu ấy. Mẹ em thích lắm, hỏi đấy là cái gì. Bác ấy bảo đấy là cái đài. Từ ngày ấy mẹ em ước ao nhà mình có một cái đài. Thế rồi lúc sinh em, mẹ đặt tên là Đài. Này, từ lúc lấm chấm, em đã hát cùng với gió núi, hát cùng với chim rừng cho mẹ em vui, vơi đi nỗi nhớ người con trai cả đang ở chiến trường đánh giặc đấy.
Này người ơi, tôi nói đi ạ đấy. Đây đúng là một cái đài, không cần pin. Mọi người, đề nghị mọi người trật tự. Tiếp tục chương trình ca nhạc giờ giải lao. Bước lăng trên con đường vắng năm nào, chỉ có tiếng ve soi ồn ào mà chẳng cho lòng nguôi quên chút nào. Anh mải mê về một màu mây xa, cánh buồm bay về một thời đã qua. Em thầm hát một câu thơ cũ về một thời thiếu nữ. Nhìn ánh trăng hẹn thề đôi lứa, cảm giác cứ như đang bay lên ấy. Đại ơi, chị thấy nhớ anh ấy quá. Em cũng thế. Tối hôm ấy,
chúng em nắm tay nhau đi dọc con suối, cùng nghe tiếng nước chảy. Hôm sau, anh ấy bất ngờ nhận lệnh lên đường đi chiến đấu. Giá như tối hôm đó, anh ấy đừng để dành thì chúng em cũng đã có nụ hôn đầu đời đấy chị ạ. Chị ơi, đêm qua anh ấy về và chúng em đã gặp nhau ở trong mơ. Chị Xuân ơi, khi anh ấy nắm tay em như thấy mình tan biến, lâng lâng. Đến ngày chiến thắng, gặp lại người yêu, chả cần ăn, em cũng sẽ sống bằng những yêu thương đấy chị ạ. Chị Xuân, chị khóc à? Tại sao chị lại khóc? Bom đạn, chiến tranh, tất cả đã chia lìa tình yêu đôi lứa. Đêm Chúa ra đời trong máng cỏ, thế gian chắp tay trước vòng nguyệt quế, nguyện cầu Chúa được bình an. Em không biết đêm Noel có những gì, mang lại gì cho những ngôi nhà hiền lành như cỏ. Chỉ biết đêm thêm một đêm mong ngóng. Ơi Thái Nguyên, Thái Nguyên, khi thành phố chìm trong bão lửa, ta tìm trong ngơ ngác ngóng trông. Anh đang ở đâu, làm gì, ra sao nơi chiến trường khói lửa? Mất còn, số phận có chừa ra.
những vệt máu bít đen, những mầm cây queo quắt, những ánh mắt màu tan hoang tuyệt vọng, những bàn tay bới nát cỏ hoa. Người chợ mới, người chợ đồn, Bạch Thông, Phú Bình, Đại Từ, Đồng Hỷ. Lưu Xá không còn phố xá, chỉ còn gạch đá ngổn ngang. Anh ở đâu? Ở đâu? Chị ở đâu? Ở đâu? Em đang ở đâu? Những cô gái thanh niên xung phong đang tuổi trăng tròn. Đủ cả rồi,